Xin chào tất cả mọi người, lâu quá Minh Nhật cũng chưa ra phim mới trên kênh YouTube Minh Nhật Võ Thuật Điện Ảnh. Thì mọi người cũng biết là trong thời gian này chúng ta đang chống lại đại dịch virus Corona Vũ Hán. Mọi người cũng hạn chế ra ngoài đường, hạn chế đến những nơi đông đúc. Hôm nay Minh Nhật làm video clip này để chia sẻ về những đòn đá với tất cả các bạn. Những đòn đá này mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Nhật chia sẻ cho tất cả các bạn chưa tập luyện được cũng như là đang tập luyện hoặc là đã tập luyện được rồi thì mình có thể tập nâng cao hơn nữa. Võ thuật là nó vô bờ bến, không có điểm dừng. Hôm nay mình tập được đòn này thì ngày mai mình sẽ tập được đòn khác, đúng không ạ? Với kênh YouTube của Minh Nhật thì mỗi tuần mình chia sẻ một đòn đá. Mọi người nhớ theo dõi và chia sẻ cho Minh Nhật nha. Hãy chia sẻ để cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn. Hôm nay là tuần tập đầu tiên, chúng ta sẽ tập đòn đá là quăng hông chọt số 4 bay trên không. Minh Nhật đang là huấn luyện viên tại trung tâm gym Tài Nguyên, số 311 Tây Thạnh, quận Tân Phú. Và cơ sở tiếp theo là số 200 Gò Dầu, quận Tân Phú. Bây giờ Minh Nhật sẽ làm mẫu cho mọi người xem trước nha. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Mọi người tập chạy đà, rút gối thật cao thì mình sẽ đá cao, xoay 180 độ. Nếu các bạn thuận chân phải thì đá chân phải, thuận chân trái thì mình đá chân trái, không có nhất thiết mình đá một bên, thì thuận bên nào đá bên đó, đúng không ạ? Và các bạn nhớ rằng là mình phải rút gối thật cao, giật gối, cái gối giật lên thì nó cũng là một cái đà để cho mình giật bật cao để cho mình đá. Khi bật trên không mình xoay 180 độ để bung chọt số 4. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nhớ đăng ký và chia sẻ cho Minh Nhật nha. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người.